Đó, như chàng Ngọc cũng thấy là câu chuyện của mỗi gia đình lại là một cái rất là khác nhau. Và ngày hôm nay thì mình nhìn thấy hai cái câu chuyện của hai người mẹ rất là vất vả, nhưng mà đâu đó mình vẫn thấy được cái niềm hạnh phúc trong cái việc chăm sóc con, ngay cả khi họ một mình. Và tất nhiên là chúng ta cũng đang theo dõi chương trình Mẹ Siêu Nhân thì sẽ thấy là bốn phong cách làm mẹ rất là khác nhau, đúng không? Mỗi một người mẹ sẽ có những cái khoảng thời gian ở bên cạnh con rất là khác nhau. Ví dụ như là chị Quỳnh Anh thì sẽ phải chăm ba đứa một lúc Đúng trong rồi. vòng 48 Hồi em rất là thật sự chồng em là thích nhiều con á, nhưng mà hiện tại em cũng không có người gì, em cũng vẫn muốn sinh thêm, nhưng mà em rất là nể những người mẹ có trên hai đứa con Đó, chị thiệt. bốn đứa Trời ơi chị ơi, không phải chị làm thần tượng, chị là đang là thần tượng của em luôn á. Em là giờ em về em mở FC cho chị liền đó, thiệt quá trời mê rồi. Thì đó, chị mới nói là mỗi một người mẹ sẽ có những cái trải nghiệm khác nhau. Ví dụ như bây giờ nhá, chị cũng mới sinh em bé năm ngoái. Thì bây giờ chị nghĩ lại thì chị thấy là chị đang ở cái thời điểm mà em đang bị bấn loạn đó. Ủa là mình, ủa Tức ý là là cái lúc em mà nghĩ em là bé lần nhà em đầu là thôi. mới biết đi á, nhưng mà em yêu lần nào cũng lần đầu với em. Ủa vậy hả chị? Nó không khác gì nhau đâu. Trời ơi Tức vậy là mà mình luôn nghĩ là mình sẽ có kinh nghiệm, mình đã có kinh nghiệm rồi, nhưng mà không hề nha. em bị chồng em lừa nữa rồi. Ông nói với em gì phải không? Đứa đầu vậy thôi chứ mấy Không đứa sau không em không khỏe lắm. không Ủa đứa nào nó cũng như là đứa đầu với em. trời ơi gì kỳ vậy, tức là mình đọc cuốn sách đó rồi, bây giờ mình giống như là mình xóa ký ức đọc lại nữa hả Đúng chị? rồi, Rồi thật sự là như vậy. Người mẹ nào cũng luôn luôn nghĩ là mình đã có bản năng làm mẹ rồi dạ đấy, nhưng đúng mà không rồi. hề nha. Các con ngã, các con vấp, đấy là vẫn là cái chuyện đương nhiên, nó vẫn sẽ xảy ra, và mình không làm cách nào để mà có thể mình không thể ở bên con 24 trên 24 được. Mình vẫn sẽ phải làm những việc cá nhân của Thật mình. sự luôn á, tức là em là em cái hồi mà em chưa có con á là em nghĩ nó đơn giản nha, nhưng mà tới hồi có con xong em phải cân bằng giữa cái hai cái chuyện cảm xúc đó, mình quá lo lắng, thật ra nó cũng phải xảy ra thôi, tới Đúng. tới giai đoạn là nó phải xảy ra Đúng, giống như là những lúc mà để con bị ốm ấy, thôi. là có cái cuốn sách rất là hay là hãy để cho con bị ốm. Là nhiều người mẹ người cha là bị quá lo lắng, ngay lập tức khi thấy sốt là phải trời ơi nhét nhét thuốc ngay. Em có đọc cuốn đó ra, hãy để cho con được ốm, cuốn nó Đó. hay, cuốn hay thật Khi mà chị sự. đọc quyển đấy là chị thay đổi hoàn toàn tư duy của chị. Dạ Và chị không còn cuống lên mỗi lần mà con bị sốt nữa. tức là em là thiếu sự tập trung trong việc chăm sóc gia đình, cho nên là hồi trước giờ em đi làm công việc bên ngoài, em là người hướng ngoại, em đi ra ngoài em làm rất là tốt mọi việc công việc của em, nhưng mà khi em trở về nhà là em lại không thích, em không thích việc nhà, em không thích những cái công việc nó mang tính tập trung Chị cao hiểu, chị độ. Dạ hiểu. đúng rồi, và ngoài những cái khả năng mà làm việc theo kiểu năng khiếu ra là em lại không thích những cái chuyện đó nữa, nấu nướng này bếp núc này nọ thì em lại ít nữa, cho nên là ảnh muốn là khi em làm mẹ em sẽ có cái sự tập trung này nọ, cho nên ảnh tìm vô cái đầu em vậy chị, nhưng mà đến sau này em mới hiểu là anh làm vậy em mới bị căng thẳng, bị stress đó. Đúng. Thực ra không nên như vậy, tại vì là rất là mong như ông bố mà xem chương trình này chẳng hạn thì cũng sẽ có một cái kinh nghiệm cho mình. Đó là với những người mẹ vừa sinh em bé xong thì chúng ta hãy cố gắng làm cho những người mẹ thư giãn nhất có Đúng thể. rồi. Như vậy mới tốt cho con của mình. Chứ còn nếu như làm cho họ căng thẳng thêm thì trời ơi, thật sự nó là một thảm họa. Đúng rồi, em nghĩ là càng đặt kỳ vọng vào những người mẹ là một cái điều áp lực cho người Đúng, mẹ. đúng, đúng. Và những người mẹ sau khi sinh xong là họ đã trải qua một cái cuộc chiến nó quá là căng thẳng. Nên là cái quá trình nuôi con của họ ấy, hãy hỗ trợ họ nhiều nhất có thể để cho họ không bao giờ phải rơi vào cái tình trạng là mình một mình nuôi con và Em sẽ mình cắt đúng cái bất đoạn này lực. cho chồng em Đúng coi. rồi. Thật sự mà chị, bởi vì anh nhà chị thì rất tâm lý. Khi chị sinh xong thì cái việc đầu tiên là anh ấy nói là em sẽ có những cái gói massage chăm sóc cho phụ nữ sau sinh ấy. Là ngày nào chị cũng massage luôn, ngày nào cũng có người đến chăm. Có nghĩa là lúc đấy là trong khoảng thời gian chị nghĩ phải 1 tháng sau sinh ấy, là chị gần như là chị bị chăm sóc lại, chứ còn chị không có nhiều thời gian, chị chỉ cho con bú thôi. Sau đấy là cho con bú xong là bạn ấy ngủ, là đến thời gian là mình được chăm sóc. Đó thì phải liên tục như vậy thì người mẹ mới hồi phục lại được, Đúng và rồi. đến tháng thứ hai Cái bắt đầu người đồng mình hành rất là mới, quan trọng đúng đúng rồi, không chị? mình mới đủ sức khỏe. Đó thì mình mới tiếp tục được. Cái hồi mà em có cái người đồng hành đó đó là em cũng cảm thấy là may mắn, Hạnh tại phúc vì đúng rồi, tại vì ha. chồng em là người đọc tất cả những đầu sách, xong rồi là cười kể cho em nghe á, xong rồi ảnh nói với em là thôi bây giờ mình anh đọc một cái kiểu là EC gì đó ở giờ Easy. của Nhật á, Đúng đó rồi. là sẽ chia ra thời khóa biểu để cho con Đúng. rồi xong mua bản về viết này kia nọ, xong ông nói không phải này EC đâu, cái này là difficult đối với tôi. Không có easy, đây là cực khó. Tại vì để gò một đứa trẻ vào những cái thời khóa biểu như một người trưởng thành nó rất là khó. Đúng rồi. Nhưng mà hồi mà chồng em làm được cái điều đó thì em lại cảm thấy đó là một sự kiên trì, và đúng là mình nuôi con theo có phương pháp đó, nó sẽ đỡ cho Mình mình sẽ hơn đó. nhàn hơn. Dạ đúng rồi. Bởi vì thực ra là một em bé sơ sinh thì sẽ có nhiều thời gian để ngủ, rất là nhiều thời gian để ngủ. Nên là người mẹ cũng phải tranh thủ những khoảng thời gian đấy để nghỉ và hồi phục sức lại cho mình. Chứ nếu không thì thật sự chị nghĩ là cái quá trình mà cái khoảng thời gian 1 năm đầu tiên làm mẹ, đối với tất cả những người mẹ lần đầu làm mẹ, nó đều sẽ là một cái năm mà cả đời không bao giờ quên Dạ đúng rồi. Đặc biệt là mấy cái ngày mà không có ổng là em không có đời được. bao giờ quên được, em rất là sợ. Vậy là sau chương trình này ấy, là anh cũng sẽ hiểu thêm một điều là anh rất quan trọng đối với Trà Ngọc, đúng không ạ? Không thể thiếu luôn chị, Không là thể nhân thiếu trong tố cuộc không đời thể luôn thiếu. á. Em nói với ảnh á là đến ngày mà con em lớn lên xong lập gia đình rồi ảnh vẫn phải ở lại bên cạnh em để chữa lành cho em những năm tháng
sau này á. Tại vì thực ra mình nói từ chữa lành cho nó vui vậy thôi, chứ là cái sự an ủi á, tức là cái người này đồng hành với mình suốt một cái quá trình, rồi cái đứa trẻ này tự nhiên bây giờ lớn nó lập thành một gia đình riêng thì ai sẽ ở lại cái gia đình này để chữa lành cái khoảng trống này, chỉ có cái người đàn ông này thôi. Em nói sau này chị nghĩ là sẽ vẫn sẽ có thêm thiên thần nữa xuất hiện. Thì đó, không vậy là càng nhiều sự chữa lành đó chị. Tại mỗi lần mà giống như là một cái người đã đồng hành với mình cả một năm, tự nhiên cái ngày hôm đó người đó thông báo là không có ở lại nhà, không có ở nhà được, rồi phải đi công tác hay đi đâu. Mà thực sự cái chủ đề rất là hay nha, tại vì cái hồi mà em nhận được cái tin mà ảnh sẽ vắng nhà trong 30 ngày đó, em bắt đầu em nhảy số trong đầu em liền á, em nói trời ơi, vậy là bắt đầu mình chăm nó một mình. Tại vì bình thường có hai người á, ví dụ một đứa nấu ăn hoặc là một đứa đúng làm rồi. Việc nhà này kia nọ, chia đi ra sẻ. Đi vô đúng rồi. Thì sẽ có một cái, vẫn có một đôi mắt đang dõi theo cái bạn này. Nhưng mà mình là mẹ, mình chỉ có hai con mắt thôi, sau lưng không có mắt, không có nhìn được, rất là tức. Trời ơi, em nói thật, em cứ canh cánh trong lòng là nếu như em đi phơi đồ hoặc là em xếp quần áo ở trong này là bạn làm gì ngoài này. Công nhận cảm nhận được là em bé của em là một em bé rất hạnh phúc. Bởi vì là đó, có người bố người mẹ cực kỳ quan tâm chăm sóc luôn, từng ly từng tí một. Bạn nhỏ này thì thực sự đang vào giai đoạn cũng hồi trước là cũng nhẹ nhẹ thôi, nhưng mà hình như lên 3 tuổi 4 tuổi là em bắt đầu thấy bạn bắt đầu có những cái đặc biệt hơn á, tức là thay đổi một cách bứt phá luôn á. Thay đổi về tính tình, về cách nói chuyện, về nhận thức xung quanh nữa. Nhưng mà làm như vậy thì em lại bắt đầu lo nghĩ tới chuyện là mình sẽ chọn cái gì để gọi là giao tiếp với con cho nó dễ. Chứ càng ngày là bộc lộ cá tính nhiều quá em lại sợ. Tại vì mình sợ là cái cách của mình nói không có làm cho bạn thuyết phục được á, thì bạn sẽ không có nghe lời. Vào những cái khúc đó mình mới hiểu được là không đơn giản chị, nó thực sự không đơn giản á. Tại vì hồi trước đó giờ em á là em muốn ăn cái gì là em ăn cái đó, em muốn mặc cái gì là mặc cái đó. Nhưng mà đến khi có con lại mới hiểu được là không, cái chuyện mình muốn nó khác xa với cái chuyện con muốn luôn. Đúng rồi, đó là lý do vì sao mà chúng ta phải học cách để chung sống với nhau. Dạ. Đấy mới là cái nghệ thuật sống cao nhất. Dạ đúng rồi. Chứ còn chúng ta một mình thì quá đơn giản rồi. Dạ. Đúng không? Thì em mới nói với chồng em là khi mà em làm mẹ đó, không chỉ là em đang dạy con đâu, mà anh đừng có nghĩ em nuôi con là em dạy con. Em thực sự mình nuôi con, tại vì con đang hiện tại không có đi làm kiếm tiền là mình gọi mình nuôi con. Nhưng mà cái chuyện dạy là con đang dạy em luôn. Đúng rồi. Em dạy con rồi, mỗi ngày con dạy em để con em trở sẽ dạy em cách làm mẹ. Đúng rồi chị. Bây giờ cũng là lúc chúng ta nói lời chào tạm biệt với quý vị khán giả rồi. Thì Trà Ngọc có điều gì muốn chia sẻ hay là có lời khuyên nào đối với những người mẹ đang theo dõi chương trình này, làm cách nào để chúng ta vừa nuôi con mà lại vừa cảm thấy hạnh phúc và thư giãn không? Thực sự thì nếu mà nói là để cho lời khuyên là em không dám cho. Tại vì em là một người mẹ trẻ, cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là em vẫn nghĩ là mình vẫn đang học từng ngày để trở thành một người mẹ. Có thể là nó không hoàn hảo, không toàn diện, nhưng mà là một người mẹ nuôi dạy tốt nhất cái đứa con của mình. Tại vì mỗi đứa trẻ đều sinh ra là một cá thể khác biệt hết, đặc biệt hết. Cho nên là sẽ không có mẹ nào dạy mẹ nào làm mẹ được, mà phải tự mình rút ra trong cái quá trình đó. Em thì em nghĩ là để mình thoải mái nhất và để có một cái hành trình vui vẻ hạnh phúc với nhau á, tại vì thực ra là mẹ là cả đời lận, chứ không phải là trong giai đoạn này là mẹ rồi sau này nữa. Thì em nghĩ để mà có được cái hành trình đó một cách vui vẻ thoải mái hạnh phúc thì em nghĩ mình phải chọn được cái thái độ của mình tích cực mỗi ngày. Lúc trước á, em có gặp những cái vấn đề là khi mà không có một người chăm con cùng với mình thì mình sẽ bị căng thẳng, rồi mình sẽ bị áp lực quá mức về cái việc mình sẽ đặt nặng cái vấn đề là mình sẽ chu toàn cho con như thế nào. Nhưng không, bây giờ thì em lại nghĩ là những cái trường hợp mà không có người nào ở bên cạnh mình thì mình sẽ chọn cái thái độ tích cực, thoải mái đón nhận mọi thứ. Và thứ hai nữa là mình sẽ gọi là bổ sung mỗi ngày kiến thức bằng cách là mình theo dõi, giống như thật sự là mình theo dõi những cái chương trình này nè, để mình biết được là thì ra là có một cái cách giải quyết nó nhẹ nhàng hơn vậy. Hoặc là em coi chị Trang với Alex, em coi mọi người làm mẹ thì em nghĩ là thái độ tích cực thì nó sẽ dẫn đến một cái kết quả tốt đẹp hơn. Tức là mình đừng có bị căng thẳng quá mức trong vấn đề nuôi và dạy con, thì sẽ được có một cái tâm lý thoải mái, rồi hai mẹ con cùng vui. Đúng như Trà Ngọc nói là chúng ta cảm nhận được là cái hành trình làm mẹ vì sao mà nó vi diệu, đó chính là bởi vì đôi mắt của chúng ta, khi mà chúng ta nhìn nhận mọi việc với một cái thái độ tích cực, trân trọng, biết ơn và luôn luôn thấy mọi thứ đều là những phép màu, thì chắc chắn hành trình làm mẹ của chúng ta sẽ rất kỳ diệu và tràn đầy những kỷ niệm tuyệt vời. Và thưa quý vị, đừng bỏ lỡ tập 3 của chương trình Mẹ Siêu Nhân, sẽ được phát sóng vào lúc 20 giờ tối thứ bảy hàng tuần và phát lại vào lúc 20 giờ 30 phút cũng vào thứ bảy ở trên kênh YouTube Ye One. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng cảm ơn Trà Ngọc vì đã nhận lời đến với chương trình Làm Mẹ Thật Vi Diệu và cùng chờ đón một người mẹ rất đặc biệt và cá tính ở tập 3 của chương trình. Hẹn gặp lại quý vị và rất vui khi được đồng hành cùng với mọi người. Xin chào tạm biệt. Mẹ siêu nhân, khi con ra đời, mẹ được sinh ra. Thứ bảy hàng tuần, 20 giờ trên kênh VTV3.
20:30 trên YouTube Giao Quanh Show từ ngày 16 tháng 3, 2024.